Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2024. Cửa hàng Luật Máy Cơ chúng em lại xin giới thiệu cho anh em một lô máy cơ xích đến từ hàng Nhật Bãi Nội Địa anh em nha. Đấy, và có lẽ đây là lô cuối cùng để anh cửa hàng chúng em sẽ nghỉ Tết anh em nha. Thì anh em nào mà tham khảo ưng mẫu nào thì hãy nhanh tay đặt hàng anh em nha. Thì nếu mà anh em đặt trong lô ngày hôm nay thì sẽ kịp để ship cho tới cuối năm cho anh em. Còn nếu mà em mà lại lên nữa ấy, thì có khi là qua năm anh em mới có thể nhận được hàng cơ. Thì hôm nay có thể là lô cuối cùng trong năm 2023 anh em nha. Đấy, thì hôm nay cửa hàng chúng em lại xin giới thiệu cho anh em này là một lô máy cơ xích hàng Nhật Bãi Nội Địa, có một con O1 là máy thanh lý nha anh em nha. Đấy, đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ O, O1 cho tới O9 anh em nha. Có hai con S-tin hàng để cho anh em chuyên về khai thác tầm trung này anh em. Đấy, và hôm nay có hai con tay cụt anh em nhé, để cho anh em nào mà mới sử dụng máy cưa thì nên sử dụng mấy con như thế này, hoặc là anh em nào ấy ạ muốn máy cưa nhỏ gọn về cắt tỉa cành thì nhái nghe em nhé. Đấy, và trước khi nói về chủ đề chính chi tiết từng cây máy một thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua hình thức đặt hàng của bên em. Thì em đánh dấu ký tự là lô chữ O rồi, như đây này, cái chữ O này, O1 này, O2 này, O3 này, đây là giá thành của cây máy anh em nhé. Đây, đây là cái tất cả cây máy thì em đều ghi dán cái tờ giấy lên từng cái phần tay cầm rồi đấy ạ. Đấy, anh em nào ưng con nào nhá thì anh em chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho cả hàng chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 và bảo là anh muốn chốt con O1 chẳng hạn, hoặc là con O2 chẳng hạn, con O3 chẳng hạn, cho tới con O9. Đấy, anh em ưng con nào chỉ cần bảo anh muốn chốt con O máy thôi là cửa hàng chúng em sẽ biết là anh em ưng một trong 8-9 con máy cơ xích này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Đấy, mua bán thì cực kỳ đơn giản anh em thấy không? Đấy, vâng, và bây giờ là quay lại O1 đây. Rồi, ngay đầu video em đã nói đây là có một con máy thanh lý cho anh em. Còn từ con O2 cho tới con O9 là máy cưa Nhật Bãi anh em nha. Đây là từ con O2 cho tới con O9 này là hàng Nhật Bãi. Đấy, là Nhật Bãi đã qua sử dụng rồi ạ. Đấy, là hàng này là hàng Nhật Bãi anh em nha. Rồi, còn riêng con O1 là con máy mới 100%. Con này là con máy mới 100% anh em nha. Cửa hàng chúng em đang bán dọn kho cuối năm. Dọn kho cuối năm còn mấy cây nữa, lên video để bán nốt, bán cho hết luôn anh em nha. Đấy, con này này, cửa hàng chúng em đang bán với giá 1.600.000 thôi. 1.600.000 thôi anh em nha. Con này thì bao ship tận nhà cho anh em. Tất cả giá thành em công khai trên video này là đã hoàn toàn bao ship hết rồi anh em nha. Đấy, lam của nó là dài 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Đó, con này là xích mới luôn này. Công suất của con này thì cực kỳ to, cực kỳ khỏe luôn anh em nhá. Công suất của con này lên đến 52 cc và đường kính chế bê tông của nó là 45mm, về phù hợp cho anh em cắt để gỗ to. Đấy, về cắt gỗ to về khai thác anh em nhá. Có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn. Hàng này là hàng máy mới. Đấy, đang bán giá là bằng giá nhập vào luôn. Tại vì cuối năm nên là cả chúng em thì dọn để sang năm thì lấy kinh phí lên nhập máy mới về để trưng bày tiếp. Hai ông chân làm này anh em, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nhá. Đó, làm xích đầy đủ này anh em. Anh em thấy không? Rồi, giật test nổ con này cho anh em nghe qua. Con này thì có hàng máy to khỏe anh em nhá. Máy mới đang bán giá cực kỳ rẻ anh em nha, anh em nhanh tay đặt hàng đi. Xin lỗi anh em, cái đang quay thì có khách thì người ta gọi điện mất, lại làm gián đoạn video. Rồi, quay lại chủ đề chính anh em nha. Thì tiếp theo là con O2 đây, từ con O2 cho tới con O9 là hàng máy Nhật Bãi anh em nha. Đấy, con này là một con máy cưa tay cụt Tananka, hàng của Nhật anh em. Đó, con này thì nói chung là phù hợp nhỏ gọn anh em nha, hay leo trèo trên cao, cắt tỉa cành tỉa nhánh đấy ạ. Anh em cần một chiếc máy cưa cực kỳ nhỏ gọn mini anh em nha, hoặc là anh em nào nào chưa sử dụng máy cưa bao giờ ấy, bắt đầu mới sử dụng máy cưa thì nên sử dụng mấy con tay cụt như thế này anh em nhé, bởi vì nó cực kỳ nhỏ gọn mà dễ dàng sử dụng nữa. Đấy, lam của con này thì nó là mặt cắt là chắc được đây đó, mặt cắt chắc được gần được gang rưỡi gang tay. Đó, chắc mặt cắt là 30 anh em nha, 30, còn tổng thể độ dài cây lam là 35 cm. Sử dụng là xài xích mini. Đấy, xích mini, và xích này thì bán trên thị trường lúc nào cũng có bán mới sẵn nha anh em nha, anh em không cần phải lo. Con này giá đang 1.850.000, công suất là 33 cc, nòng của nó là 38 mm.
Con này phù hợp về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 cm, có núm ơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đấy, đây phần bên này của nó đây, máy móc thì liền mạch, không có bể vỡ gì anh em nha. Đây dàn nhựa dàn áo của nó đây, làm thì quá đẹp luôn, làm thì còn chữ nguyên này anh em, còn chữ tân ca luôn anh em nhá. Đấy rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua này. Tay cụt nổ cực kỳ ngon luôn anh em nhá. Và anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả anh chúng em. Rồi qua con O3 đây anh em. O3 là một con máy cưa tay cụt tiếp, nhưng mà con này thì nó là hàng cao cấp, cao cấp hơn con O2, giá thành thì cao hơn anh em nha. Con này giá 2 triệu đồng, bởi vì con này cũng là hệ tay cụt, công suất cũng 33cc, nòng của nó cũng 38mm luôn. Đấy, lam của nó này cũng là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng xích chung 91, xích chụp chung với sản phẩm của máy cơ điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng anh em nha. Có núm ơm xăng phụ đầy đủ này. Nhưng đặc biệt con này thì nó là có chủ giật trợ lực ở đây cho anh em. Còn cái con O2 thì sẽ không có chủ giật trợ lực nha. Đây con O2 này thì sẽ không có chủ giật trợ lực này. Còn cái con O3 này thì sẽ có chủ giật trợ lực cho anh em. Đấy, giá thì chênh nhau một tí. Đó, còn cái công suất thì con này thì nói chung là công suất thì nó tương đương với con O2. Thương hiệu con này là thương hiệu Makita, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi anh em nhá. Đấy, con này hệ cơ tay cụt, hàng chất lượng hơn. Còn thương hiệu này thì có là quá là nổi tiếng rồi. Anh em nào về mà hay sử dụng những cái dụng cụ cầm tay, giống như kiểu là máy khoan pin hoặc là máy cắt, máy mài, máy hàn đồ linh tinh đấy ạ, thì cái thương hiệu Makita này nó cực kỳ nổi tiếng nhá. Và dòng này nó là dòng chính hãng của Makita luôn, hàng của Nhật Bản anh em nha. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Con này thì có thắng xích đầy đủ nha. Rồi ra test nổ cho anh em nghe qua con này. Đấy, nổ rất là ngon nha. Giật trợ lực thì nó giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em. Đấy, giật trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng. O3 giá 2 triệu đồng anh em nhé. Anh em ưng thì có thể liên hệ cho cái chúng em, có núm ơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Rồi qua con O4 này. O4 là một con máy cưa xích thương hiệu Singu. Singu con này là 301 anh em nhé. Đấy, con này là một hệ máy cưa tay dài. Con này thì để chuyên cho anh em, công suất cũng nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình thôi. Cắt củ đồ linh tinh nha, cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Nhưng mà con này thì nó lại phù hợp cho anh em này, chuyên sử dụng ở dưới đất đấy, chứ nếu mà anh em mà hay leo trèo trên cao thì nên sử dụng mấy con cưa tay cụt anh em nha. Có anh em nào ấy mà với cái tần suất mà chỉ đứng ở dưới đất để cắt thôi ạ, đấy thì anh em lấy con này là nó sử dụng nó thuận tiện hơn anh em nha. Singu con này thì nó là nói chung với cái dòng như kiểu máy cưa Hitachi và phụ tùng thay thế của nó thì rất là dễ dàng anh em nha. Anh em không cần phải lăn tăn, phụ tùng có sẵn cho anh em luôn. Công suất con này nó là 30cc, nòng của nó là 38mm anh em nha. Đây, có núm ơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Lam của nó là 35cm, phần mặt cắt là còn 30. Đây, chữ Shinju còn nguyên anh em nha. Đây, máy này ui, quá đẹp luôn anh em nha. Tem hầu như là còn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện luôn. Chữ Shinju này, lam Shinju luôn này. Xích là xích mini anh em nha. Lam của nó là 35cm anh em nhá. Đấy, đây. Con này hai ốc chân lam cho anh em là thích. Hai ốc chân lam này. Đó. Con này thì vòng tua cao khỏe nha anh em nhá. Cái này là vòng tua mở. Giá 1.9 triệu cho anh em. Rồi con này thì nói chung là để cho anh em về sử dụng gia đình anh em nhá. Một chiếc máy cưa Nhật bãi cực kỳ bền bỉ luôn.
và tình trạng con này thì quá đẹp, quá mới luôn anh em. Anh em không cần phải lan tan anh em nha. Lam còn chữ nguyên thì anh em biết là người ta sử dụng ít cỡ nào rồi anh em, đúng không? Rồi, qua con O5 là một con máy cưa xích đến từ thương hiệu Makita tiếp. Đấy, thương hiệu Makita, con này nó là nó hệ máy cưa tay dài Makita anh em nha. Có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Công suất 33cc, nòng 38mm, giá 2.250.000 cho anh em. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nha. Có núm con xăng phụ đầy đủ này. Xích là sử dụng xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại là con này rất là hợp lý anh em nha. Hệ máy cưa tay dài 10E333. Cứ thương hiệu này thì anh em cực kỳ ưa chuộng luôn anh em. Thường thường em lên sóng những cái lô máy cưa xích ấy, thì những có những cái con máy như thế này thì cửa hàng, các khách hàng chốt rất là nhanh anh em nha. Anh em đều thích cái thương hiệu Makita này hết. Và cái dòng này nó là dòng chính hãng của nhà Makita luôn. Đấy, là thương hiệu của Nhật bãi anh em nha. Thắng xích, khóa xích này. Còn nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện luôn anh em nha. Tình trạng máy móc con này thì quá đẹp, quá VIP luôn anh em. 2.250.000 nha anh em nha. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua. Bơm sẵn lên tí. Kéo cái le này. Rồi, nó nổ cái e phát như thế là được. Đóng le vào. Cái tình trạng là mới lúc mới đầu giật nổ ấy ạ, thì anh em phải kéo cái le ra anh em nhé, để cho nó lên xăng, nó hút xăng từ dưới bình này lên này, lên trên cái buồng, lên trên cái bình xăng con, và nó phun vào bên trong cây nòng thì nó mới nổ được anh em nhé. Đấy, chứ vừa nãy quên mất thì cứ thế bỏ giật. Đấy, anh em nhớ, anh em lại bảo là nó bị hơi bị khó nổ, nhưng mà không phải đâu ạ. Anh em phải giật mấy cái để cho nó hút xăng lên dần dần thì nó sẽ nổ được anh em nhé. Còn khi máy đã hoạt động rồi, anh em tắt đi, anh em nghỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút rất là dễ nổ anh em nhé. Đây, giật lại cho anh em này. Đấy, xăng đã lên rồi thì giật rất là dễ nổ luôn anh em nhé. Rồi, qua từ con O6 này cho tới con O9 này là chuyên để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp, hoặc là anh em về khai thác tầm trung anh em nha. Rồi, đầu tiên là con O6 này, một con máy cưa xích đến từ hiệu Hitachi. Đấy, đây, thương hiệu Hitachi đây anh em. Hitachi CS40 anh em nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Giá 2.500.000 nha anh em nha. Đây, làm xích có chữ Hitachi đây. Chữ thì nó đã bị mờ mờ tí đó. Đó, đây xích này thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi nha. Đây, một sợi xích mới nha. Con này hao chân lam. Hao chân lam, công suất của con này nó là 34cc, nòng của nó là 40mm luôn anh em. Có xả áp ở đây để cho giúp cho giật nổ cây máy nó nhẹ nhàng hơn này anh em. Lam của nó đây, phần mặt cắt là được chắc được 2 găng tay, hơn 2 găng tay luôn anh em. Đây là phần mặt cắt nha. Đấy, cái này thì em không có thước ở đây thì em cứ ướm ướm bằng tay, cái này thì anh em căn giúp cửa hàng chúng em nhá. Đấy, đây. Hơn 2 găng tay. Đấy, anh em thấy không? Rồi, đấy là phần mặt cắt của cây máy. Đấy, thương hiệu Hitachi đây. Đó, nòng của nó là 400mm này, là 40 nhá. Đó, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Đó, thương hiệu Hitachi, hàng của Nhật bãi anh em nha. Và dòng này nó là hệ máy cưa xích nòng đứng. Nòng đứng đây, cái nòng của nó đây. Cái nòng của nó thì nó nằm dựng đứng lên bên trên này. Đó, thì anh em nào mà về với cái nhu cầu mà sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì anh em nên lấy mấy con như thế này. Đấy, giá thành thì nó cao hơn tầm 2.500.000. Nhưng mà sử dụng cực kỳ ngon và cực kỳ bền luôn anh em nhé. Cái thương máy nòng đứng ấy ạ, thì cái vòng tua của cái máy thì nó sẽ cao hơn là mấy những con máy nòng nằm anh em nhé. Rồi, giật test đổi cho con O6 cho anh em nghe qua. Con này thì làm về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đổ lá.
luôn anh em nha. Đấy, công suất của con này đây, công suất đây nó có ghi rõ trên thông số nha. Đây, công suất của nó là 34 đây, 34cc đây anh em nhé. Đấy, về cho anh em cắt cái khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại. Làm thì phần mặt cắt là hơn 2 găng tay. Đó, giá 2,5 triệu xích thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Rồi, còn nếu mà anh em nào mà thích thương hiệu công suất to hơn một tí đây, to hơn cái con lô 6 một tí nhá, thì hôm nay lên cho anh em con V3500, hàng Echo Curit có núm xoài áp ở đây cho anh em này. Con này có chụp giật trợ lực luôn anh em nha. Đấy, giá 2,7 triệu cho anh em luôn. Vừa có xoài áp mà vừa có chụp giật trợ lực. Con này hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này, và đặc biệt con này này là lam Latin luôn anh em nha. Úi trời ơi, bán giá 2,7 triệu quá rẻ luôn anh em nhá. Lam đầu Latin thì đầu còn cực kỳ dày dặn và to bản luôn này. Đầu là đầu lam mũi nhọn luôn anh em nha. Đấy, con này sử dụng là size xích mini, hai ốc chân lam, lam là 40cm, phần mặt cắt là còn 35. Cây lam này làm sao lại made in Canada này anh em. Đấy anh em thấy không, nói chung không phải là Trung Quốc là được đúng không anh em. Đó. Rồi, còn 3 Echo Curit 3.500, giá 2,7 triệu. Lam đầu Latin luôn anh em, chụp giật trợ lực này, có xả áp ở đây cho anh em này. Công suất của con này nó là 35cc, nòng của nó là con này thì hình như là 39mm anh em nhé, 39mm công suất 35cc. Quá hợp lý đúng không anh em. Rồi con U7 giá 2,7 triệu anh em nha, thương hiệu Echo Curit, hàng thì made in Japan này, made in Japan nha, còn lao là made in Canada. Anh em thấy không, làm đầu Latin luôn anh em nha, hàng cực kỳ ngon lành cho anh em luôn. 2,7 triệu cho con V3500 này. Rồi qua con O8 và con O9 này là hai con máy Estim, hàng của Đức luôn anh em nhá, hàng chính hãng luôn đấy ạ. Rồi đầu tiên là một con máy cưa Estim 1S210C và một con máy cưa xích Estim 021. Hai con này thì công suất bằng nhau, nòng của nó bằng nhau, máy móc tình trạng giống nhau anh em nhá, chỉ có phần vỏ này thì nó hơi khác một tí xíu này. Và dòng này O8 là máy cưa xích hệ đời mới anh em nha, Estim hệ đời mới, và con máy O9 này là hệ Estim đời đầu. Hai con thì cả chúng em đang bán giá thành bằng nhau luôn. Anh em nào ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Đấy, con này thì dòng này nhá, dòng này nó là hệ máy cưa đời mới. Anh em nhiều anh em lại hiểu lầm đây là con máy Trung Quốc, không phải là máy Trung Quốc đâu anh em, bởi vì con này này, cái máy Trung Quốc kia thì nó sẽ làm thiết kế giống như thế này này. Đấy, cái ốp lam của nó là hai ốc chân lam nha. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp mừng khóa 19 này. Đấy, còn cái con mà hàng chính hãng nha, con hàng bãi đấy ạ, thì ốp lam của nó sẽ là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Đấy anh em nhìn không? Và anh em kiếm trên thị trường nha, những cái dòng máy hàng Trung Quốc không bao giờ có cái ốp lam tăng chỉnh xích nhanh như thế này. Chỉ có hàng bãi mới có thôi anh em. Đấy, nên là anh em tìm hiểu kỹ anh em nha. Có núm xăng phụ đầy đủ này, có xả áp đầy đủ cho anh em này. Đấy, dòng này là dòng Estim 210 hệ đời mới, sản xuất năm 2002. Hệ đời mới anh em nha, nòng của nó là 40mm, công suất 40cc. Chính xác là 40,1cc anh em nhá. Và con Estim 021 cũng thế. Đấy, cũng 40mm, công suất 40,1cc. Giá thành bằng nhau. Đó, lam của nó đây. Lam này xích này. Quá đẹp đúng không anh em? Đấy. Lam made in Germany luôn này anh em. Đó. Cái lam của con này nó là phần mặt cắt là được bao nhiêu đây? Đây làm đo. Một găng tay này, hai găng tay nha. Phần mặt cắt là hai găng tay. Xích này thì còn cực kỳ dày dặn luôn này anh em. Rồi, còn con này thì lam của nó cũng bao nhiêu đây? Cũng hình như cũng hai găng tay luôn nha, phần mặt cắt. Và xích này thì nó cũng đã hơi cùn rồi. Nên là anh em lấy, riêng anh em lấy cái con O8 này, O9 này sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa. Cái sợi xích này nói chung là cũng hơi xấu rồi. Đấy, con này thì xích còn đẹp nguyên này anh em. Xích này xích nguyên zin, chuẩn Estim này, còn chữ Estim dập ở đây luôn anh em nhá. Đó, xích này là xích nguyên zin của nó, lam nguyên zin, xích thì còn như mới luôn.
Còn cái này thì xích nó đã hơi cũ rồi, thì em đã, nếu mà anh em lấy riêng con O9, tặng kèm cho anh em thêm một sợi xích mới nữa. Đó, anh em thấy chưa? Rồi giật test đồ cho anh em cả hai con nha. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em luôn. Thì ST thì có lẽ là em không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì các bác nào am hiểu về máy cưa có lẽ là không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Đó. Chỉ có cần gọi như là bao cho anh em có là zin hay không thôi. Còn máy thì zin cam kết cho anh em là bao zin 100% hết nha. Nổ rất là êm luôn anh em nhá. Đó, chạy đến ga xi cực kỳ êm luôn anh em. Chạy rất êm. Con này thì chuyên cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Rồi, qua con O9 đây. Riêng con O9 anh em nào lấy sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích nữa. Đấy, kèm theo là một sợi xích cũ của nó và thêm một sợi xích mới nữa. Hoàn toàn miễn phí cho anh em, giá 3,8 triệu bao ship anh em nha. Đây, thương hiệu Made in Germany này. Hàng này là hàng hệ đời đầu. Hàng hệ đời đầu nha. Con này thì nó là hải sản hai ốc chân lam này. Hải ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 19. Và con này, con O9 thì sẽ không có núm xăng phụ như con này. Và không có xả áp giống như kiểu cái con O8 này. Đấy, riêng con O8 thì có núm bơm xăng phụ, có xả áp. Còn núm bơm xăng phụ có xả áp, còn cái con O9 này thì sẽ không có anh em nhá. Đó, con này thì chỉ cần đóng e vào là anh em sẽ nổ được thôi. Đóng le lại anh em nhá, giật mấy cái. Rồi. Cắt công tác lại. Đồ rất là ngon anh em nha. Thứ Estin thì có lẽ là em không cần phải giới thiệu nhiều đúng không anh nha. Rồi anh em nào mà ưng một trong 9 con này thì có thể liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng. Số điện thoại là 0354392929. Số đó thì em đã để dưới màn hình rồi anh em nhé. Hoặc là anh em nào có sử dụng Zalo thì kết nối qua Zalo cho cửa hàng chúng em cũng được. Zalo của cửa hàng chúng em thì cũng là xài cái số mà để dưới màn hình luôn anh em. Anh em chỉ cần ghi cái số đấy thì sẽ ra Zalo của cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nha. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.